Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 4 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin nếu bám ghế sức khỏe ông Trọng sẽ gặp nguy hiểm. Ông Nguyễn Phú Trọng đang căng sức ra để chiến đấu nhằm giữ ghế vào hội nghị 15 sắp tới là một việc làm rất liều lĩnh cho sức khỏe của ông. Ai cũng biết ông Trọng quý chiếc ghế hơn cả mạng sống của mình. Ông dành hết sức lực để triệt hạ Trần Đại Quang và thâu tóm chiếc ghế chủ tịch nước luôn vào năm 2017. Cũng vì thế để thỏa mãn tính tham quyền đến quái đản của ông. Đến năm 2019, ông bị trận đột quỵ gần chết, phải mất đến 6 tháng ông mới có thể ngồi được trên ghế. Vậy mà, chức vụ thì vẫn không buông. Từ đầu năm 2020 đến nay, sức khỏe của ông Trọng tiến triển rất chậm. Nếu ông nghỉ ngơi thì chắc chắn sức khỏe của ông không đến nỗi dậm chân tại chỗ như vậy. Với sức khỏe hiện nay, việc đảm nhiệm nhiệm kỳ 5 nữa đối với ông Trọng là quá cao và quá ngạo mạn. Tuy nhiên vì bản chất tham quyền cố vị nên ông Trọng bất chấp. Chỉ cần căn bệnh của ông Nguyễn Phú Trọng tái phát thì có thể khiến chính trường Việt Nam xáo trộn thực sự. Nó ảnh hưởng rất mạnh đến cả quan điểm và quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam với Trung Quốc, Hoa Kỳ và cả Liên hiệp châu Âu. Lúc đó chính trường Việt Nam sẽ hỗn loạn vì các thế lực đằng sau ông sẽ nổi lên giành ghế và bỏ bê chuyện triều chính. Với hai nhiệm kỳ trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng đã tiêu hao khá nhiều sức lực. Nay ông đã 77 tuổi và thêm vào đó là tiền sử bệnh tật thì có thể nói ông Nguyễn Phú Trọng có nguy cơ chết giữa nhiệm kỳ. Chẳng ai biết trong Bộ Chính trị muốn ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ ghế cả và ba vị trí chủ chốt khác lại càng không muốn. Mà giả sử ông Trọng ngồi lại ghế thành công thì khả năng ông bị lao lực mà chết hay thậm chí bị đầu độc giữa chừng cũng rất nhiều khả năng xảy ra. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng già yếu hơn rất nhiều so với cách đây hơn 2 năm. Không bao lâu sau cơn chấn động, ông Nguyễn Phú Trọng bị đột ngột cấp cứu hồi sức ở Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang và liền sau đó được đưa vào Bệnh viện Chợ Giấy ở Sài Gòn vào ngày 14 tháng 4 năm 2014. Thì cộng đồng mạng đã bàn tán xôn xao một ông Trần Quốc Vượng sẽ kế vị ngai vàng. Tuy nhiên lần đó, ông Trọng quyết ôm ghế không nhường. Điều này không khỏi làm cho ông Trần Quốc Vượng thất vọng. Và cho đến hôm nay, ông Vượng đã quay sang đối đầu cạnh tranh với ông Trọng. Sự thật là đột quỵ hay trúng độc của ông Nguyễn Tấn Dũng, đây cũng là câu hỏi được đặt ra khi ông Nguyễn Phú Trọng vào Nam. Theo báo chính thức nhà nước lúc đó, thì sau khi kết thúc buổi làm việc trưa ngày 14 tháng 4 năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng đã bị choáng do thời tiết thay đổi. Miền Tây Nam Bộ nói chung, tỉnh Kiên Giang nói riêng đang vào đợt nắng nóng kỷ lục, trong đó riêng việc vừa đi thị sát ngoài trời không đội mũ nón dưới cái nhiệt độ 38 độ, rồi lại vào thị sát trong xưởng chế biến tôm với nhiệt độ dịch từ 15 đến âm 20 độ C. Ông Trọng tuổi đã cao, việc nước gánh nặng trên vai nên bị choáng, ảnh hưởng sức khỏe là chuyện bình thường. Tuy nhiên cho đến nay, không ai tin rằng đó là một sự thật mà người ta tin là ông Nguyễn Phú Trọng đã bị ông Nguyễn Tấn Dũng tìm cách đầu độc khéo léo nhưng chết hụt. Khi sức khỏe trở nên tốt hơn, ông Trọng cho đến khi có thể đi làm việc được thì ông đã cho kỷ luật con trai ông Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị. Điều này làm cho người ta càng nghi ngờ rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã trả đũa con trai ông Dũng. Nếu giả sử ông Nguyễn Phú Trọng trúng độc thì có thể tốt hơn là đột quỵ. Trúng độc thì ông ta khó có khả năng tái phát bệnh cũ, nhưng đột quỵ cho ông ta khả năng tái phát bệnh rất cao. Lúc đó nó nguy hiểm cho tính mạng của ông Trọng hơn nhiều. Hiện nay với tinh thần bám ghế tới cùng thì có thể suy đoán khả năng ông Trọng bị đầu độc cao hơn là đột quỵ. Nếu ông Trọng mà đột quỵ lần nữa thì xem như hết cứu. Thực ra với việc đột quỵ thì tại Bệnh viện Kiên Giang khi đó dư sức chữa chứ không cần phải vội vã trở lên Chợ Giấy rồi sau đó đưa về Bệnh viện Quân y 108 để chữa cứu. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng chỉ bị choáng thông thường, tại sao Bệnh viện Kiên Giang lại không xử lý được mà phải chuyển về Bệnh viện Chợ Giấy, bệnh viện thuộc lại tuyến trên mà chỉ đưa từ tỉnh về đây những trường hợp trầm trọng và nguy hiểm mà thôi? Cũng câu hỏi trả lời, ông Nguyễn Phú Trọng bị Nguyễn Tấn Dũng đầu độc nhưng thoát chết cách đây gần 20 tháng, đó là điều mà cộng đồng luôn đặt nghi vấn. Đây là hình ảnh dù cố gắng chữa trị nhưng tiến trình sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng vẫn đang đi xuống. Mặc dù nắm giữ hàng chục chức vụ lớn, trong đó có hai vị trí quan trọng nhất là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, thế nhưng sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng ngày càng kém đi. Truyền thông nhà nước Việt Nam vào hôm 14 tháng 11 năm 2020
loan tải hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng về thăm trường cũ. Tuy nhiên, xuyên suốt sự kiện ông Trọng bước đi khập khiễng, luôn cần người khác dìu và có nguy cơ bị té ngã bất cứ lúc nào. Điều đó cho thấy di chứng của lần đầu được cho rằng bị trúng độc ở miền Nam không hề nhẹ. Nếu ngồi lại ghế Tổng Bí thư, mạng của Nguyễn Phú Trọng cũng rất khó đảm bảo. Phải nói lần này, ông Nguyễn Phú Trọng quyết giữ ghế, ông đã đánh đổi sự an toàn tính mạng, rất mạo hiểm vì công việc của một Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước nếu làm đúng chức năng rất lao lực. Trên thế giới, hầu hết các nguyên thủ quốc gia sẽ từ chức khi thấy sức khỏe của mình không cho phép, như cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe là một ví dụ. Còn ông Nguyễn Phú Trọng thì hoàn toàn ngược lại, sức khỏe không cho phép mà ông vẫn bám chức thì điều đó đồng nghĩa với việc triều chính ông ta bỏ bê chứ không thể nào chu toàn cho được. Kể từ ngày đột quỵ cho đến nay, ông Nguyễn Phú Trọng ít xuất hiện công khai và mỗi lần như vậy luôn có người kè kè chiếc cặp đựng thuốc đi theo sau. Trong bối cảnh ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng, việc vắng mặt thường xuyên người ta đồn đại về khả năng ông khó mà hoàn thành công việc vốn rất nặng nề này. Tuy vậy, hiện vẫn chưa có chỉ dấu nào cho thấy ông sẽ rút lui tại đại hội lần thứ 13, làm người dân đi đến hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Họ không hiểu tại sao đã chừng ấy tuổi mà Nguyễn Phú Trọng vẫn còn tham quyền cố vị như những anh trẻ tuổi háo thắng như vậy. Có một điều rằng người ta thấy sau lần thoát chết ở Kiên Giang, ông Nguyễn Phú Trọng không dám giao du vào vùng đất phía Nam lần nào. Lần đó cách miền Bắc của ông Nguyễn Phú Trọng tỏ ra nghi ngờ tất cả. Ở viện Kiên Giang thì sợ cha con ông Nguyễn Tiến Dũng kiểm soát, còn ở bệnh viện Chợ Rẫy hay bệnh viện Thống Nhất thì cánh phía Bắc lại sợ thế lực của Lê Thanh Hải nhúng tay vào. Và đó là lý do tại sao họ chuyển ông Nguyễn Phú Trọng từ Chợ Rẫy ra sân bay Tân Sơn Nhất và trở về bệnh viện 108 ở Hà Nội để chăm sóc ngay lập tức. Đây là hình ảnh sau lần chết hụt, ông Nguyễn Phú Trọng không dám vào Nam nữa. Sau lần chết hụt này, ông Nguyễn Phú Trọng không dám bén mảng vào vùng đất phía Nam thì có thể nói ông sẽ khó có đường về. Nhưng liệu nếu ông giành cái chiếc ghế Tổng Bí thư một nhiệm kỳ nữa, ông không đi kinh lý vào Nam thì sẽ ra sao? Kể ra cũng rất khó. Không đi thì bị xã hội chê cười, mà đi thì tự chui đầu vào cạm bẫy. Sức khỏe là điều yếu lĩnh lớn nhất của ông Nguyễn Phú Trọng. Tại Việt Nam, những câu chuyện về sức khỏe của lãnh đạo rất nhiều, rất phổ biến, nhưng toàn chỉ là chuyện kể đêm khuya, dân không biết gì cả, cho đến khi chuyện đã rồi. Ngay cả ngày chết của nhiều vị lãnh đạo quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam, của quốc gia cũng phải chờ chỉ đạo, nghị quyết mới được công bố. Vấn đề thông tin về sức khỏe lãnh đạo được chính thức luật hóa tại Việt Nam trong luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 quy định rằng thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước nằm trong phạm vi bí mật nhà nước. Và mới đây, ông Trọng cho bổ sung thêm là danh sách nhân sự lãnh đạo cấp cao cũng thuộc diện bí mật nhà nước luôn. Đây là một hành động cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng sợ người ta biết về tình hình sức khỏe của ông, và từ đó ông ngồi lại chiếc ghế Tổng Bí thư xem như sẽ không thuận nếu dân tình bàn tán xôn xao. Cho đến nay, có thể khẳng định rằng những thông tin về tình trạng vấn đề bảo vệ sức khỏe lãnh đạo đã được Việt Nam luật hóa và trở thành một dạng tài liệu mật quốc gia và được bảo vệ như rất nhiều nguồn thông tin mật khác. Đây là hình ảnh mà thiên hạ cho rằng dáng đi như vậy của Nguyễn Phú Trọng thì bám ghế thì họa nhiều hơn phúc. Một thứ luật được viết ra để che đậy điểm yếu cho lĩnh vực, mục đích và phục vụ cho tham vọng, tham quyền cố vị của Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Thông thường, đề tài sức khỏe rất dễ bị đối thủ chính trị của ông tuôn thông tin ra bên ngoài để đánh phá. Với luật mới này, xem như ông Trọng đã có thể ung dung đấu đá để bám ghế mà không sợ ai nhắm vào ông và chỉ trích cả. Đảng Cộng sản là vậy, tốt khoe, xấu che nên rất nhiều ông đã phải chết tại ghế như ông Lê Duẩn, Phạm Hùng, vân vân. Che giấu bệnh để bám ghế là bản chất cố hữu của các lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thật ra, đây không phải là chuyện chỉ có Việt Nam. Trong quyển Bên trong Kremlin của Gorbachev và hồi ký Yago, tác giả Richard đã phác họa toàn cảnh tình trạng sức khỏe của các lãnh đạo Liên Xô. Theo đó, sức khỏe của các lãnh đạo đảng và nhà nước luôn được xem là bí mật nhà nước và được bảo vệ hết mức. Với tư cách là một chính trị gia cấp cao trong nhà nước Liên bang Xô Viết, Richard đã phản đối cách tiếp cận trên. Ông nhận định như sau. Đến cuối cùng, sức khỏe của một con người ở cấp độ chính trị này không chỉ là vấn đề cá nhân nữa. Cùng với trí tuệ, đạo đức, chính trị và các tiêu chuẩn khác, sức khỏe, thể chất và tinh thần của một chính trị gia
sẽ là những yếu tố căn bản nhất để người đó có thể đưa ra những chính sách đúng mực, chưa nói đến công việc chúng có thành công hay không. Lischev còn cảnh báo rằng việc giữ bí mật thông tin sức khỏe của những nhà lãnh đạo sẽ tạo kẽ hở cho những kẻ dưới quyền, dù là một vài cá nhân hay cả một băng nhóm chính trị, nhân cơ hội thao túng chính trường và tạo ra hiện tượng buông rèm nhiếp chính. Và điều này đáng lẽ chỉ nên xuất hiện ở những thời kỳ phong kiến mà thôi. Đây là hình ảnh để một con người đầy bệnh tật lãnh đạo đất nước, không người dân nào muốn cả. Trong một nền dân chủ, việc công khai sức khỏe lãnh đạo là nhân tố tối quan trọng để đảm bảo rằng người dân biết tường tận về tình hình của người nhân danh mình đang lèo lái đất nước. Từ đó, các thiết chế dân chủ có thể can thiệp kịp thời khi vấn đề này gây ảnh hưởng đến an ninh và lợi ích quốc gia. Đây mới thật sự là cách mà chúng ta bảo vệ quốc gia. Vâng, việc xem xét về sức khỏe lãnh đạo là bí mật quốc gia rất nguy hiểm, và chính điều này nó có để cho người bệnh hoạn lên lái con tàu và đưa đất nước có thể đến chỗ chìm đắm. Khi bệnh tật và nằm trên giường mà không chịu buông ghế, thì xung quanh ông Nguyễn Phú Trọng sẽ là một bầy kền kền đánh nhau tranh giành những gì mà ông Trọng đang để lại và không thể kiểm soát được. Chỉ có Đảng Cộng sản coi thường số phận đất nước mới ra thứ quy định ích kỷ như vậy. Vậy sao Việt Nam lại nằm trong tay Cộng sản mà không nát được, cũng là điều người dân cần suy nghĩ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 1 năm 2021 với bản tin "Nếu bám ghế, sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng sẽ gặp nguy hiểm". Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.